Tạp chí Người Pháp, nước Pháp. Thưa quý vị, hiện nay Pháp là nước tiếp nhận nhiều du học sinh quốc tế thứ 6 toàn thế giới, sau Mỹ, Anh Quốc, Úc, Đức và Canada. Theo Campus France, cơ quan trực thuộc Bộ Đại học và Bộ Ngoại giao Pháp chuyên về quảng bá Đại học Pháp tại nước ngoài, cũng như tiếp đón và quản lý sinh viên nước ngoài tại Pháp. Về tài chính, ngày 22 tháng 12 năm 2023, trang France Info cho biết là theo số liệu khảo sát mới nhất Campus France công bố hồi năm 2022, thì với khoảng 330.000 du học sinh nước ngoài đến Pháp học tập, sau khi đã trừ đi các khoản phí, nước Pháp lời được khoảng 1,35 tỷ euro. Nhưng nhìn sâu xa hơn, những đóng góp của du học sinh quốc tế đến Pháp học tập không chỉ thể hiện ở số lãi 1,35 tỷ euro của nước Pháp, mà là những đóng góp tiềm năng lâu dài về nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao, suy cho cùng là những đóng góp cho nền kinh tế và danh tiếng của nước Pháp trên trường quốc tế. Ngoài số ít là sinh viên mà lấy cớ du học để nhập cảnh vào Pháp rồi bỏ ngang chuyện học hành. Không phải vô cớ mà giáo sư Laurent Champagne, Tổng Giám đốc Đại học Mỹ thuật và Công nghệ Quốc gia, trên mục thời luận trên báo Le Seco ngày 8 tháng Giêng vừa qua, nhấn mạnh là việc đào tạo các sinh viên nước ngoài trong hệ thống đào tạo đại học không phải là một hoạt động nhân đạo của nước Pháp, mà là điều cần thiết cho sự năng động kinh tế của đất nước. Nói cách khác, nước Pháp hưởng lợi lớn trong việc đào tạo các sinh viên này ngay trên lãnh thổ Pháp, nên thậm chí đó còn phải được xem là một nghĩa vụ của nước Pháp. Là người có 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy tại Pháp, trả lời đài RFI Tiếng Việt ngày 17 tháng Giêng vừa qua, tiến sĩ vật lý Phó Giáo sư Lại Ngọc Điệp, phụ trách chương trình Master Quốc tế Monabifot của ENS Paris Saclay, thuộc Đại học Paris Saclay, giải thích cụ thể. Với vai trò là cái người giảng dạy và cũng đã từng học ở đây rồi, cái quan sát của tôi ở trong 20 năm ở Pháp thì tôi thấy rằng là ở các cái cấp độ học sinh viên nước ngoài bây giờ càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là cái mức độ thạc sĩ và tiến sĩ. Có lẽ là người Pháp hiện nay họ thấy rằng là học lên cao rất là lâu, nhưng cuối cùng thì là cái đồng lương nó cũng không khác gì nhiều so với lại cái cấp độ học thấp hơn. Thành ra họ cũng không phải tất cả nhé. Có những người ta đam mê nghiên cứu thì người ta vẫn học lên cao. Thế nhưng mà một số rất đông hiện nay họ không có cái nhu cầu học cao như thế. Thế thì cái mức độ học thạc sĩ và tiến sĩ hiện nay là được bù đắp bởi sinh viên nước ngoài. Nhiều cái lĩnh vực tôi thấy nó được cái chấp nhận được học rất là dễ, thành ra là sinh viên nước ngoài đến đây học thạc sĩ rồi tiến sĩ rất nhiều, và sau đấy thì người ta lại xin việc ở lại cũng nhiều, bởi vì rất là nhiều việc cần cái trình độ cao, nhưng mà người Pháp thì nhiều người ta cũng có nhu cầu cao lên nữa, thì cái đấy bây giờ hiện nay đang được bù đắp bởi người nước ngoài khi đã được đào tạo bài bản, toàn là những người có trình độ. Họ có thể làm việc ở các cái môi trường khác nhau, ở các trường đại học. Nếu mà đi vào các cái phòng thí nghiệm, bây giờ chúng ta thấy rất nhiều người là người nước ngoài, có thể đến từ những nước thứ ba xa như kiểu Việt Nam, Trung Quốc hay là những người thuộc châu Âu. Thì rõ ràng là người nước ngoài đến đây học ở lại thì chắc chắn là phải đóng góp rất nhiều cho nước Pháp, cho khoa học, cho kinh tế. Bởi vì sau đấy thì có những người học xong thì làm ở các công ty, và đấy là một cái dạng nhập cư có chọn lọc rất là tốt cho Pháp. Thực ra người Pháp họ không nói ra vấn đề đấy, nhưng đấy chính là một cái cách làm cũng rất là hay. Còn những người mà sang đây học mà không ở lại đây thì thực ra những người đấy cũng là những người có trình độ đào tạo bài bản, họ có thể về nước hoặc sang các nước khác. Về cơ bản tôi vẫn cho rằng họ vẫn đang âm thầm đóng góp cho nước Pháp, bởi vì thực ra cũng phải nói là nó rất giống như một dạng đại sứ của nước Pháp, bởi vì cái việc họ đã từng học ở nước Pháp, sau đó họ sang một môi trường mới, nước khác, thì họ vẫn tiếp tục tạo cái mối liên hệ, cái cầu nối. Họ có thể quay lại hợp tác với các đối tác của Pháp, hay nếu họ là các giảng viên có trường đại học ở nước ngoài thì họ cũng lại tiếp tục truyền bá các cái giáo dục, cái tư tưởng, cái điểm mạnh của nước Pháp để những người tiếp theo người ta lại tìm đến nước Pháp. Cho nên thực ra những người đã được học và đào tạo ở Pháp thì dù có ở Pháp hay là ra nước ngoài họ vẫn đóng góp và rất là có ích cho nước Pháp. Tất nhiên là mục đích cuối cùng cũng là phát triển lợi ích của chính họ, nhưng mà cũng là đóng góp cho nước Pháp. Những sinh viên Việt Nam sang Pháp du học và bằng cách này hay cách khác đóng góp cho nước Pháp không phải là hiếm. Sau khi hoàn thành khóa học, nhiều người ở lại và có chỗ đứng vững chắc trong thị trường lao động ngay tại Pháp, trong nhiều ngành nghề, dù là trong giới doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, cơ quan nghiên cứu, bệnh viện, đại học hay ở các cơ quan quản lý. Chẳng hạn, chị Trương Quỳnh Hoa, thanh tra tài chính của các tổ chức nghiên cứu trực thuộc Bộ Đại học và Nghiên cứu của Pháp, tiến sĩ Mỹ Dung Risselm, giảng viên Đại học Paris Saclay, đơn vị nghiên cứu về nước, môi trường và hệ thống đô thị, hay tiến sĩ Vũ Minh Ngọc, người Việt Nam duy nhất được trao giải thưởng tiến sĩ xuất sắc nhất châu Âu, ngành địa vật liệu năm 2013, hiện phụ trách toàn bộ các dự án nghiên cứu về địa cơ học tại Viện Nghiên cứu Chất thải Hạt nhân tại Pháp. Riêng trong ngành xây dựng, ngày 18 tháng Giêng, trả lời đài RFI Tiếng Việt, tiến sĩ Vũ Minh Ngọc cho biết thêm về những đóng góp của các du học sinh Việt Nam. Trong lĩnh vực xây dựng thì mình thấy là có rất là nhiều các bạn sinh viên nước ngoài đến Pháp theo học từ các cấp độ khác nhau, từ đại học cho đến tiến sĩ và sau tiến sĩ. Riêng về các bạn Việt Nam thì với sự xuất hiện của các lớp đại học Pháp ngữ ở Việt Nam, chương trình AUF xuất hiện vào những năm 1990 và sau này là những cái chương trình đào tạo khác, chẳng hạn như chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp tại Việt Nam thì đã thu hút một cái lượng sinh viên lớn, sinh viên xuất sắc của Việt Nam sang bên Pháp học tập và ở lại Pháp. Thì các bạn Việt Nam sau khi học xong ở Pháp thì hoặc tiếp tục nghiên cứu tại các trường đại học và các viện nghiên cứu hoặc là làm việc tại các cái công ty về xây dựng tại Pháp. Thời gian trước như ở độ tuổi của mình thì hầu hết các bạn là sang Pháp này là học cấp độ sau đại học và sau đấy thì làm tiến sĩ. Chính vì thế nên là cũng có rất là nhiều anh chị hiện nay đang làm giảng viên tại các trường đại học lớn tại Pháp. Cũng là một cái cầu nối rất là lớn với các cái trường đại học ở Việt Nam để các bạn sinh viên Việt Nam tìm hiểu và lại tiếp tục sang bên này theo học các chương trình tại Pháp. Ngoài ra thì một bộ phận sinh viên Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học tại Pháp thì họ làm việc tại các cái công ty xây dựng ở Pháp. Theo mình được biết thì ở tất cả các tập đoàn lớn về xây dựng tại Pháp như là Saint-Gobain hoặc Vinci, Eiffage đều có rất là nhiều người Việt Nam làm việc. Thậm chí có những cái văn phòng toàn bộ là người Việt Nam. Thì những cái người Việt Nam mình đang làm việc tại những cái tập đoàn như thế này thì người ta đóng góp rất là lớn cho kinh tế của Pháp trong ngành xây dựng của mình. Tương tự như Phó Giáo sư Lại Ngọc Điệp, tiến sĩ Vũ Minh Ngọc cũng nhấn mạnh là không chỉ ở Pháp thì các du học sinh quốc tế mới đóng góp được cho nước Pháp. Các bạn Việt Nam mà hoàn thành xong học tập tại Pháp rồi các bạn có định hướng về Việt Nam thì mình thấy là một bộ phận các bạn đấy thì làm việc trong các cái trường đại học, các cái viện nghiên cứu hoặc là các cái cơ quan bộ ngành. Còn hầu hết thì là làm việc tại các cái công ty, trong đấy thì có những cái chi nhánh của các cái tập đoàn và các công ty xây dựng của Pháp đặt tại Việt Nam. Rất nhiều người làm việc ở các trường đại học thì cũng làm việc trong những cái vị trí lãnh đạo chủ chốt. Những người này khi người ta làm việc tại những cái vị trí như thế này thì người ta lại mở rộng những cái mối quan hệ với các trường đại học ở bên Pháp này. Việc mở rộng giao lưu học hỏi với các trường đại học bên Pháp thì tạo điều kiện cho bạn Việt Nam có môi trường để tìm hiểu và định hướng sang bên Pháp, học tập và làm việc nhiều hơn. Và cũng giúp cho các cái đơn vị ở bên Pháp này có cái cơ hội trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với các trường đại học Việt Nam và nhìn ra những cái dự án mới ở Việt Nam. Còn phần lớn các bạn Việt Nam khi mà quay về Việt Nam thì cũng làm việc tại những cái tập đoàn tại Pháp thì hầu hết các cái giám đốc của các chi nhánh này đều là người Việt. Và chính vì thế nên là rất là nhiều những cái công trình quan trọng ở bên Pháp này được thiết kế một phần hoặc là toàn bộ tại Việt Nam. Do các du học sinh quốc tế có những đóng góp trực tiếp và gián tiếp rất lớn cho nước đón tiếp du học sinh, nên nhiều nước hiện đang lao vào cuộc chạy đua thu hút du học sinh trong bối cảnh lượng du học sinh trên thế giới ngày càng tăng. Điều đáng ngại cho nước Pháp là dù vẫn nằm trong top các nước thu hút nhiều du học sinh nhất thế giới, dù số du học sinh nước ngoài sang Pháp vẫn tăng, nhưng do nhiều lý do, sức cạnh tranh của Pháp so với các nước khác dường như đang có dấu hiệu sụt giảm. Riêng tại châu Âu, Pháp đã bị Đức vượt mặt. Một điểm đáng lưu ý khác là nhiều du học sinh sau khóa học cũng không còn thiết tha ở lại Pháp lập nghiệp như trước đây mà tìm đến những nơi mà họ đánh giá cao hơn. Phó Giáo sư Lại Ngọc Điệp giải thích thêm. Cách đây một thời gian thì cái xu hướng gần như người ta sang ở lại nhiều. Thế nhưng mà bây giờ thì cũng có những cái vấn đề nhất định mà làm cho những cái người được đào tạo bài bản, có trình độ, người ta lại có nhiều sự lựa chọn mà người ta cũng chưa chắc đã ở lại nước Pháp. Bởi vì là Pháp đúng là gần đây là nó có rất nhiều các cái vấn đề. Trước đây người ta chọn Pháp là vì là kinh tế nước Pháp mạnh, tức là điều kiện về cuộc sống, về tiền lương, mọi thứ tốt. Thứ hai là rất là nhân văn, nước Pháp là nước mà cái hỗ trợ xã hội tốt. Nhưng mà đến bây giờ cái vế nhân văn nó vẫn còn tồn tại, nhưng về mặt kinh tế thì nước Pháp hiện nay không còn mạnh như trước đây nữa. Cái người mà người ta sang đây du học mà người ta có trình độ thì người ta có thể có rất nhiều sự lựa chọn, người ta có thể sang những nước mà ở đó cái vế nhân văn người ta cũng bắt đầu tốt rồi và cái mặt kinh tế, tiền lương nó rất là tốt so với nước Pháp.